thay cái vỏ. Giờ thay cái ruột. Có tiền hả? Thay vỏ vậy chưa có tiền để đi. Cái vỏ là nhiêu rồi? Vỏ 200. Tư, ruột 70. Thì đi giá lâu chưa vậy? Đi giá lâu chưa? Lâu rồi, cũng mấy năm nay à. Mới thấy lần đầu tiên phụ nữ đi giá luôn. Ừ, phụ nữ đi giá luôn. Thế chứ ít ai làm được lắm đó nha. Mạnh nó mạnh thôi ấy chứ đâu phải đâu. Con hồi đó con có giá không? Đi giá xe đạp. Ở nhà lấy ra giá luôn. Hai ruột nghĩ là nhiêu? Ruột 70. Và là ứng là 10 ngày gì đó. Ứng ấy dùng máy chân mà cái máy mình chưa có. Ủa chưa có hả? Chưa. Hồi đợt rồi có lãnh lương qua thẻ lần nào chưa? Không, là cờ khác đó. Mạnh khác đó. Chưa có vô thẻ. Ủa chưa vô thẻ hả? Vậy chắc hai là nó phát luôn chứ gì? Hai nó cầm tiền mặt qua đó. Ai không có thẻ là nó cầm tiền mặt nó phát á. Chỉ rồi không có thẻ. Tại chưa là nó làm thẻ rồi nhưng mà chưa có vô. Ủa hồi bữa hình như là đưa rồi, đưa lâu rồi đúng không? Thì lãnh chỉ hôm 15 ngày đó. Không, ý là đưa cái thông tin chuyển khoản lâu rồi đúng không? Rồi nhưng mà thằng em nó chưa có nhập vô á. Ủa là sao? Cũng như đưa cái mà số tài khoản cho Mạnh rồi. Nhưng mà cái thẻ mình chưa có đổi mà có pin á. Nhưng mà mỗi tháng rồi là lãnh tiền mặt hay tiền thẻ? Tiền mặt. Vậy là nói Mạnh là lãnh tiền mặt phải không? Hay là sao? Vậy là chắc là tiền mặt luôn á. Chứ thẻ sao không đi làm đấy? Cứ thu hoạch đi. Đâu biết làm đâu, kêu thằng em nó đi làm hoài mà nó mắc đi mằng hoài, nó không có đi làm được gì chứ. Không gại kêu đi làm, cái bữa đó bữa chủ nhật kêu đi làm đã rồi, cái nó đi chơi cái nó quên về cái đó cái không làm. Tới giờ không có nhắn tin vô thẻ là ấy được. Nếu bên đó nó nghỉ thì sao thấy im re ta. Ồ còn làm. Đó công ty này xây mới lâu nè. Bự chập bá. Này bơm bằng bình đó chị. Này chị giá là đi hai vợ chồng hả? Ngựa chiếc đi hả? Ừ. Chơi dạo không hả? Ừ, dạo cũng có, ai điện thì đi. Nhưng mà về thì mình chủ động hơn. Đi nhiều hơn ở nhà. Giá từ nào bây giờ chủ động nhiều. Là chị ở khu vi ship này hả? Hay là chỗ nào với chỗ nào? Là trụ ở đó. Rồi như ai điện thì đi. Như chỗ của mấy công ty gì tiện rồi ha. Ừ. Xe này kia. Chứ giờ lũng rồi sao dắt đi được. Ừ. Ở đây mà kiếm chỗ giá xe cũng mệt à. Ừ. Đây công ty không đâu có nhà người ta đâu giá. Ừ. Đâu có nhà đâu. Nhà có cho chú mấy chú vui vẻ này cũng bảo. Ừ. Tự nhiên hổ canh đó nó chết rồi, cái xe lũng không biết làm sao giờ, sao chắc xe hôm nay. Ừ, đừng đi ra bỏ, anh bảo vệ rồi anh có xuống. Ừ, rồi có đinh biết. Ủa xe 61 luôn hả? Chị đây luôn hả? À, hồi lần ông ba ông làm trên đây mấy năm đó. À, ông mua hả? Ông mua luôn. Ý là ông có nhà ra đây mới mua được mà phải không? Ủa như sao bạn xe số 1? Ông mua sang tay á. À. Rồi ông bệnh cái chở tới ba cái bệnh viện xuống Vạn Phúc. Phúc đã cái xuống 512 giường, cái xuống Chợ Gãy. Ừ. Rồi cái chở ông gì dưới lũng á. Còn bà mẹ thì mắc ở 512 giường. Nặng lắm ha, tới Chợ Gãy. Ông bị ung số u phổi, ung thư phổi. Còn bà đâu bình thường thì lên máu uống ngày viên thuốc lên máu thôi. Rồi bà nghe ổng bệnh đó, cái như
đầu bả suy tim, bác sĩ nói bả suy tim. Bắt đầu mới có 6 bữa à, bữa thứ 7 là chở bả về là bả mất, mới tới được Cao Tốc bả mất. Thì vậy chứ là bả mới có chết mắc 6 thắt, thắt thắt cuối là bả thắt đầu ổng. Thắt đầu bả 7 thắt là thắt đầu ổng đầu tiên. Ý là cao huyết áp hay là đau tim ta? Cũng như là bả lên ai lên máu rồi ta nói bả bị suy tim vậy. Thì chắc y như là sốc quá phải không? Tại nó ổng mổ tới 60 triệu đó mà trong gia đình cũng nghèo đó không có tiền. Rồi sao, có mổ không? Rồi nó cũng như mổ cũng chết, không mổ cũng chết. Nhưng mà không có mổ. Rồi để vậy hả, điều trị vậy thôi. Chị không ấy thì chở không về cho nó Bắc Nam. Bà hay diễn như có gậu mới đậu, bà cũng đem cơm giống bình thường như mình, không có gì chứ á. Bà cũng mạnh khỏe đâu có gì đâu. Tự nhiên có phát lên cái tôi nuôi ổng với chị gãy cái nó bà mệt chở lên những Nhân Hòa. Nhân Hòa cái chở xuống 512 giường. Mới có qua 3 ngày 4 ngày cái đẩy bà vô phòng chứ. Rồi là bắt đầu là nghĩ nói chuyện luôn. Đầu thở oxy. Nó cho vô bữa rầu ấy cũng nguy hiểm quá ha. 5 giờ chiều, 5 giờ chiều cái nó cho mình vô nửa tiếng đồng hồ. Thay tả bả lau mình, bả đồ này kia, mình tả đâu cho mặc đồ. Cái 5 giờ vô 5 rưỡi ra. Sáng cũng vậy, 5 giờ vô 5 rưỡi ra cái nửa tiếng mình lau mình là mấy ba. Đóng vô 180 cho bả ăn cháo với uống thuốc là bơm không á. Là mới đây hả hay là lâu rồi? 2 năm rồi. Thì hồi lúc trước tôi cũng làm ở trên xưởng xa ga ở Đại Nam á, xưởng đèn xanh đỏ đó. Đại Nam đi lên rồi về dưới rồi ổn định xong mùa xuôi rồi mới lên lại làm. Ủa giờ Tết không về nữa hả? Tết không biết sao đây nữa, tại chắc ứng lương có tiền chắc gì mà chứ sao la đi làm Tết rồi về rồi sao làm 30 Tết mới về à. Còn hai đứa nhỏ với tính về thăm mấy nhỏ. Ủa là con của chị hả? Ừ, con hả? Mấy đứa? Tổng là mấy đứa con? Thằng 20 tuổi với thằng 15 tuổi, tính qua Tết kêu lên đi mặn có lên không biết. Rồi ở trên đây là thằng nữa là ba đứa hả? Ừ, ở đây có anh hả? Ổng với hai nhỏ với. Trời ở mình rồi dám ở luôn hả? Ở chung với thằng em ruột. À. Vậy tính qua Tết chỗ riêng ở rồi mình ở chung em dâu hoài cũng thấy nó kỳ. Chứ có gì đâu kỳ, mà có ai có phiền phức gì không? Mình cũng không có phiền phức gì, mà sợ nhiều khi ở đây mình chát một cục nấu cơm thấy hơi ngại ngại. Tính ở riêng nấu cơm. Ngại gì thì chị em ở chung thôi. Thì nói chung mà. Mình sống sòng phẳng thôi, ấy thôi chứ gì đâu. Thì tới tiền, tới ấy mình cũng tới tiền trọ này kia. Mà thấy sợ lâu ngày, sợ mất lòng. Còn ai mới ở được vậy hả? Dạ đúng rồi chị. Chị em ruột cà mà còn cử lộn nữa đừng nói em dâu. Vợ chồng mình ở nhà còn thử nữa đừng nói. Không mà chị em thì cự cái lành à, còn như dâu với dâu thì cũng mệt. Chỉ là chuyện không hài lòng á, trong lòng á. Nhiều khi mình biết đâu không vừa lòng nó nữa, không nói với mình trước mặt nó, sau lưng mất công mất lòng. Ôi rồi tóc mình sao chị hớt dữ rồi, sao hớt mà ấy dữ rồi. Rầm đó chị xuống tóc chị cạo á. Chứ sao rồi? Có giấy gì không? Có giấy cũng như hồi xưa đó, hả? Vậy đó. Như cuộc sống nó eo hẹp này kia vậy đó. À. Giấy xuống tóc. Mà lâu chưa? Gầm tháng 10 á. Mà tới nay là chưa ra hả? Hay là con? Đó mà có lúng túng gì đó. Lâu hết. Gầm tháng 10 là mới đây mà hả? Gầm tháng 10, 11 giờ tháng 12 nè. À, vậy mới có 2 3 tháng gì hả? 2 3 tháng nè, ra tháng 12 nè. Mắc cỡ có dám mà lột đâu, đổi không à. Mấy đầu đồ không quen nó hầm lắc chiếu cũng được. Mà sáng gọi chiều gọi đi nghe cho nó mau ra, sáng bữa nào cũng tắm. Vậy em đã gọi xà bông bưởi á. Bưởi hả mau hả? Ừ. Vì sao? Mua đâu. Mấy cái xà bông mà nó có tinh bưởi á. Gọi cho nó nhanh với lại sức dầu dừa vô. Sức dầu dừa nó mau ra lắm. Thế nào? Tối á sức dầu dừa. Sáng vậy gọi đầu. Biết nói sáng gọi chiều gọi luôn đó, sáng tắm rồi mới đi làm rồi gọi đầu. Chiều cũng vậy đó, mà sao nó cũng lâu ra. Lúc nó diễn ra cái ngắn cái đi cắt lại cái được rồi. Nhìn thấy cũng đỡ. Không uống để dần dần cái nữa, cái để nó dài lại. Cô hả má cũng giá xe của thằng em trai nó giá 2 lỗ vậy đó. Mạnh lại.
bữa đi về chứ thằng em luôn hả? À, đi mình. Đi về quê liên mình hả? À, đi quê liên mình đón xe TT đó. Đi về tới An Giang, Long Xuyên đó, 300 mình đó, vé. Tháng là làm 28, 29 nè. Mà mua vé chưa? Mua vé rồi, đặt rồi. À. Đi 30. Điểm đó. Làm kiếm tiền, kiếm mấy ngày Tết đó, kiếm tiền gì đó. Ừ. Lên chuyến rồi lãnh 15 ngày được, chịu được 3 triệu rồi, quay quay lại hết mẹ rồi. Mà sao đủ đủ sống không đủ hay không là đủ đâu. Mình một mình không đủ luôn hả hay là phải có mình ha, đi lên đâu có tiền đâu rồi mượn mấy đứa ăn ăn bây giờ mình trả lại rồi con lộ dưới rồi sao con với chồng ở dưới bằng được cũng làm công ty luôn hả hay làm gì hay làm ruộng ổng đi bán không có ruộng để Tết vô lên có lên không thì lên đây làm luôn nè làm công ty này luôn nè thì về làm hồ sơ đầy đủ rồi vô à tại giờ đang thiếu người quá chừng nè lên cái nợ hồ sơ vô làm luôn chứ gì để chuyện nữa mà Tết về mà dạ thì em cũng tính vậy đó muốn đi kiếm đường cực khổ. Xong rồi. Giá mơ quá. Cái thằng em trai bữa hổm nó rác toàn ngồi 45 phút đồng hồ. Mà nó cạy hoài, cạy cái đó cạy không được, cạy vụt lên, vụt xuống. Ờ, cạy làm vậy nó bị cái gì á, nó hư cái đó luôn á. Hư cái vỏ luôn á. Ừ, nó cạy hoài, nó làm hoài, không được. Nó tiệm luôn. Vô tiệm luôn, cái em mới nói cho bụng vậy nè. Em với bà chị đi, mới nói học thì chắc là chặt cà chuột chắc cài quá hay không được làm biết bao lâu mới được rồi vậy đã đỡ đi lãnh lương hơn 2 cái vỏ tết về trước còn mình đợi tới 30 mới về kiếm thêm gì đó mất tiền ha 30 làm được 2 ngày đó ừ. Công ty cho 2 ngày nữa mình lấy cái là 30 ngày làm được 500 ngàn 2 ngày đó nhưng qua Tết mình làm sớm 2 ngày nữa như vậy ủa mấy bữa hổm cấu điện vô giá xe trong này nè mà bắt máy gọn họ không đi không được chắc về hả về cái là biết đi hả hay sao không mất không chịu không đi cũng được dạ cảm ơn hai chồng giá về để tiền để đâu cho hết trời xe ra hả